Đoạn đường vành đai hai dưới thấp từ phố Đại La đến Minh Khai đang được gấp rút thi công những hạng mục còn lại để kịp bàn giao và thông xe vào ngày 30 tháng 6. Dự án xây dựng đường vành đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy Ngã Tư Sở Hà Nội được khởi công tháng 4 năm 2018 bao gồm tuyến đường bộ trên cao và mở rộng dưới thấp. Đoạn đường vành đai 2 dưới thấp từ phố Đại La đến Minh Khai đang được triển khai song song hai gói thầu chia ca làm cả ngày đêm để kịp hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao và thông xe vào ngày 30 tháng 6. Hai làn đường vành đai 2 dưới thấp đang hiện rõ từng ngày. Hiện tại, đơn vị thi công đang trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, lát đá vỉa hè hai bên. Dự kiến đoạn tuyến trên cao sẽ hoàn thành vào năm 2023, kết thúc dự án, đưa vào sử dụng đồng bộ toàn tuyến từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ là tuyến vành đai giảm ùn tắc giao thông tại khu vực đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai.